cuộc khai quật khảo cổ học đang diễn ra trong khuôn viên của ga tàu Haydarpasa mang tính biểu tượng của Istanbul đã bước sang một giai đoạn mới với việc dỡ bỏ các bệ bê tông gần đây. Với những ngôi mộ tập thể cổ đại, một lăng mộ và một bong khe được sử dụng trong Thế chiến thứ hai, tham gia vào một danh sách dài các hiện vật được lấy từ khu vực. Các hiện vật lịch sử quý giá có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên đã được phát hiện trong các cuộc khai quật diễn ra liên tục trong 3 năm qua trong khuôn viên nhà ở rộng 30 hecta, 74 mẫu, khu bảo trì, kho chứa, đường đỗ xe và khu vực điều động. Những hiện vật này làm sáng tỏ lịch sử của 15 triệu megapolis và quận Kadichoy ở châu Á, nơi có thành phố cổ Chalcedon từng đứng. Các phát hiện khác bao gồm một bệ có niên đại từ thời kỳ Hy Lạp hóa, một bệ có thể thuộc về một lăng mộ và một quan tài liền kề tàn tích từ một suối nước thiêng, Hagiasma trong tiếng Hy Lạp, Ayasma trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, bên trong một tàn tích cung điện. Và tòa nhà bằng gạch đá có niên đại thế kỷ thứ 5 đến thứ 6 sau công nguyên được cho là được sử dụng như một xưởng nấu chảy do các lò nung và nồi được tìm thấy ở đó. Một đài phun nước thời Ottoman được xây dựng vào năm 1790 cùng với các đài phun nước khác ở phố Halitaga gần đó và đã được sửa chữa vào năm 1836 cũng đã được phát hiện tại địa điểm này. Một phát hiện thú vị khác được bao phủ bởi các nền tảng là một bong khe dài 400m, 1,312 ft, chiều rộng 2m và chiều cao 2,40m. Được xây dựng vào năm 1942. Bong khe còn chứa các bảng điện và nhà vệ sinh. Gần 12.000 đồng tiền vàng, bạc và đồng trong tình trạng tốt đã được lấy ra từ khu khai quật. Trong đó quan trọng nhất là một đồng xu có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Năm 1979, một số phần của nhà ga đã bị hư hại trong vụ tai nạn tàu chở dầu Independenta. Trong đó một tàu chở dầu thô của Rumania đã phát nổ sau khi va chạm với một tàu chở hàng của Hy Lạp trên Bosporus ngoài khơi cảng Haydarpasa. Sau trận hỏa hoạn năm 2010 xảy ra trong quá trình sửa chữa, một mái che bảo vệ tạm thời đã được đặt để bảo vệ tòa nhà khỏi mưa và tuyết. Một số dự án đã được công khai trong nhiều năm để đánh giá lại việc sử dụng tòa nhà như một khách sạn với một dự án trung tâm hội nghị lớn hơn trong các cơ sở đường sắt xung quanh. Cuộc khai quật khảo cổ học gần đây bắt đầu trong quá trình sửa chữa các đường ray và nền tảng dẫn đến tòa nhà ga chính. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!